Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc người dân khởi kiện đòi lại quyền sở hữu sử dụng nhà đất đã cho các tổ chức, đoàn thể mượn. Một ví dụ điển hình là trường hợp của ông Đỗ Duy Hoài, trú tại thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, kiện đòi lại nhà đất có vị trí tại thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã cho Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Đỉnh mượn từ năm 1993. Vụ kiện này nảy sinh từ nguồn gốc sau. Cụ Nguyễn Quang Ngọc, nguyên là lão thành cách mạng, chủ tịch Ủy ban kháng chiến khu Lãng Bạc, nay là Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, có một ngôi nhà ba gian, hai buồng xây gạch nằm trong mảnh đất diện tích khoảng 1.520 m² tại làng Xuân Tảo, nay là thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Ngày 15 tháng 5 năm 1963, cụ Nguyễn Quang Ngọc ký hợp đồng cùng ông Nguyễn Văn Chi là chủ tịch Hợp tác xã 19 tháng 5, nay là Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Đỉnh, cho Hợp tác xã 19 tháng 5 mượn khu đất và ngôi nhà làm sân phơi và nơi hội họp của bà con trong hợp tác xã. Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Quang Ngọc đã yêu cầu hợp tác xã trả lại nhà, đất, nhưng ban quản lý của hợp tác xã đã cố tình không trả lại. Từ thực tế trên, con cháu cụ Nguyễn Quang Ngọc đã ủy quyền cho ông Đỗ Duy Hoài, là cháu họ của cụ Ngọc, kiện Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Đỉnh lên tòa án các cấp để đòi lại quyền sở hữu mảnh đất này. Ngày 8 tháng 2 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa để xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn nhiều lần, lý do hoãn là để hội đồng xét xử củng cố, thu thập thêm chứng cứ và một số nội dung liên quan đến vụ án. Cùng với đó, trong suốt quá trình xét xử, tòa án đã liên tiếp nhận được nhiều văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm và xã Xuân Đỉnh đề nghị tòa án dừng việc xét xử với lý do nếu tòa án tuyên nguyên đơn là ông Đỗ Duy Hoài thắng kiện thì sẽ gây phản ứng bức xúc trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Đến ngày 28 tháng 2 năm 2012, sau hơn 2 năm dừng xét xử mà không đưa ra bất kỳ lý do gì, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa này, nhưng trong quá trình xử án, chủ tọa phiên tòa đã bỏ qua một số tài liệu là chứng cứ mấu chốt dẫn đến kết quả xét xử chưa khách quan, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của đương sự. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng vụ kiện đòi lại quyền sở hữu nhà đất trên, nhiều diễn biến phức tạp, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật, đã khiến các cơ quan như Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có công văn yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội phải giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hà, Phó Giám đốc Công ty Luật Hà Đăng xung quanh về vấn đề này. Xin chào luật sư Mỹ Hà. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hà. Xin chào khán giả chương trình ATV. Qua vụ việc trên xin phép được hỏi luật sư là gia đình ông Đỗ Duy Hoài có quyền gửi đơn khởi kiện quyền sử dụng đất hay không ạ? Theo nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự thì các đương sự đều có quyền khởi kiện tại tòa án. Các đương sự có quyền quyết định định đoạt về việc khởi kiện, yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Một trong những cái vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của tòa án là tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 105 của luật đất đai thì cũng quy định là người sử dụng đất có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm cái quyền sử dụng hợp pháp, quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những cái hành vi vi phạm khác mà vi phạm những cái hành vi khác mà vi phạm pháp luật về đất đai. Vì vậy, theo tôi thì ông Hoài khởi kiện như vậy là hoàn toàn hợp pháp. Trong quá trình xét xử vụ án thì tòa sơ thẩm đã bỏ qua một số cái tài liệu là chứng cứ mấu chốt. Vậy xin hỏi luật sư là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả xét xử như thế nào? Vâng. Theo điều 96 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, trách nhiệm đánh giá chứng cứ của các cơ quan tố tụng là phải đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác. Tòa án thì phải đánh giá từng chứng cứ, đánh giá cái sự liên quan giữa các chứng cứ và phải khẳng định được cái tính hợp pháp của từng chứng cứ đó. Tại điều 97 của Bộ luật Tố tụng dân sự cũng quy định là mọi chứng cứ đều phải được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ những cái trường hợp mà chứng cứ đó liên quan đến bí mật pháp luật đã quy định. Vì vậy,
khi mà tòa án đã bỏ qua những cái chứng cứ mấu chốt, những chứng cứ quan trọng của một vụ án là đã làm trái cái quy định của pháp luật, dẫn đến cái việc là xét xử sẽ không khách quan, không chính xác và sẽ gây cái thiệt hại cho quyền lợi chính đáng của đương sự. Trong khi tòa nghị án thì Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm đã gửi đề nghị yêu cầu dừng xét xử với lý do là để không ảnh hưởng đến sự ổn định của địa phương, và cái lý do này đã được chấp nhận và dừng tuyên án. Tuy nhiên thì việc dừng tuyên án này đã không thông báo đến đương sự. Vậy thì quan điểm của luật sư như thế nào về cái tình tiết này? Theo điều 12 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, trong quá trình xét xử thì thẩm phán và hội thẩm nhân dân là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm các hành vi cản trở thẩm phán, hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, sự can thiệp của bất kỳ ai trong quá trình thẩm phán và hội thẩm nhân dân đang xét xử đều là vi phạm pháp luật. Theo điều 236 của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì nếu mà trong quá trình nghị án, đối với những vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài thời gian nghị án nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tranh luận tại phiên tòa. Và điều 208 của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì cũng quy định là nếu như là trong quá trình xét xử mà tòa muốn hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải thay mặt hội đồng xét xử ký tên và thông báo, ra thông báo cho viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng biết. Nếu mà đến cái hạn mà thông báo mà tòa vẫn chưa mở được phiên tòa thì tòa án phải ra một cái thông báo tiếp về cái thời hạn sẽ mở phiên tòa tiếp theo. Như vậy, trong khi thời gian 2 năm mà tòa dừng để tuyên án nhưng không có một cái thông báo nào đối với những người tham gia tố tụng thì đã là vi phạm những điều luật tôi vừa hiện dẫn ở trên, và như vậy là vi phạm pháp luật. Cũng trong quá trình xét xử thì tòa án chỉ yêu cầu một bên đương sự xuất trình giấy tờ chứng minh cái quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. Vậy thì việc này có đúng hay không ạ? Vâng, theo tôi thì việc đó tòa án làm là không đúng. Vì theo điều 6 của Bộ luật Tố tụng Dân sự là các đương sự đều có quyền chứng minh, quyền cung cấp chứng cứ để chứng minh cái yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Điều 7 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước tòa án. Các đương sự thì đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quá trình tố tụng dân sự. Và tòa án thì phải tạo điều kiện để họ thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu như là tòa án mà chỉ yêu cầu một bên xuất trình chứng cứ là đã làm mất cái tính công bằng, không bình đẳng, và như vậy là trái với cái quy định ở Bộ luật Tố tụng Dân sự đã nêu, như vậy là vi phạm pháp luật. Trong quá trình tòa án xét xử, tại vị trí khu đất đang xảy ra tranh chấp đã nảy sinh một số những tình tiết mới liên quan trực tiếp đến vụ kiện trên. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một số những cái hình ảnh chúng tôi mới ghi lại tại xã Sơn Đình. Vụ việc này càng thêm phần phức tạp khi các cơ quan chức năng phát hiện gia đình ông Trần Hữu Nghĩa, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đình, có hành vi cơi nới, xây dựng hai ngôi nhà khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền trên phần đất mà tòa án đang tiến hành xét xử để làm rõ chủ sở hữu hợp pháp. Trong quá trình giải quyết việc xây dựng trái phép nêu trên, ông Trần Hữu Nghĩa đã xuất trình cho lực lượng thanh tra xây dựng xã Xuân Đình một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 373259 do Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm cấp ngày 10 tháng 8 năm 2005 với diện tích 160m2 cho anh Trần Mạnh Dũng là con trai ông Nghĩa. Đồng thời, cán bộ địa chính xã Xuân Đình cũng trích lục từ Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 373260
cũng do Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm cấp ngày 10 tháng 8 năm 2005 với diện tích 80m2 mang tên ông Trần Hữu Nghĩa. Như vậy là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm cho gia đình ông Trần Hữu Nghĩa, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đỉnh, lại nằm trong khoảng thời gian mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiến hành thụ lý xét xử, bởi vụ kiện đòi lại quyền sở hữu nhà và sử dụng đất của ông Đỗ Duy Hoài đã được tòa án đưa ra xét xử từ năm 2002. Thưa quý vị, trước những cái tình tiết mới liên quan trực tiếp đến vụ kiện trên, xin mời quý vị quay trở lại với cuộc trao đổi với luật sư Mỹ Hà. Thưa luật sư, trong quá trình tòa án đang giải quyết tranh chấp thì Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất đang tranh chấp. Vậy thì việc này có đúng pháp luật không ạ? Vâng, theo điều 50 của luật đất đai quy định thì điều kiện đầu tiên để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ, gia đình, cá nhân đó là hộ gia đình cá nhân đó phải đang sử dụng ổn định và được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là không có tranh chấp. Nhưng trên thực tế, theo phóng sự vừa rồi thì cái việc tranh chấp là rõ ràng vì đang được tòa án giải quyết chính cái tranh chấp đó thì không thể nói rằng là không có tranh chấp. Và việc Ủy ban Nhân dân cấp giấy chứng nhận trong lúc tòa án đang giải quyết là không trung thực và trái với quy định của pháp luật. Vậy xin luật sư cho biết thì những người liên quan đến việc cấp sổ đỏ sai thì sẽ bị chịu trách nhiệm như thế nào? Theo điều 141 của luật đất đai thì người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của pháp luật trong việc quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính về quản lý đất đai, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc là có những cái hành vi khác gây thiệt hại đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thì tùy theo mức độ tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong suốt 2 năm kể từ khi tạm dừng tuyên án đến khi xét xử lại, tòa không hề xem xét đến việc cấp sổ đỏ cho một phần đất đang tranh chấp mà vẫn tuyên án. Xin luật sư cho biết thì việc tuyên án đó là đúng hay sai? Vâng. Cái việc mà cấp sổ đỏ cho đương sự trong thời gian đang dừng tuyên án đến khi mà xét xử lại, đó là một cái tình tiết mới chưa được tòa xem xét. Thì theo quy định ở điều 235 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì hội đồng xét xử phải quyết định quay lại việc hỏi. Sau khi hỏi xong thì phải có tiếp tục tranh luận. Xong sau tranh luận thì mới đến nghị án và rồi tuyên án. Thì cái việc mà tòa án đã không xem xét đến cái tình tiết mới đó như vậy là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng dân sự. Đó là việc làm trái pháp luật của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, vụ kiện đòi lại quyền sở hữu nhà đất của gia đình ông Đỗ Duy Hoài có được kết quả công bằng hay không phụ thuộc vào những điều tra, phán quyết minh bạch, hợp pháp lý từ phía cơ quan chức năng. Có như vậy mới phục lòng dân, đồng thời hạn chế những bức xúc trong tình trạng khiếu kiện đất đai vốn luôn là những vấn đề nhạy cảm trong xã hội hiện nay. Thay mặt những người làm chương trình, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Mỹ Hà. Chuyên mục giải đáp pháp luật cũng khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.